Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, từ đêm ngày 30 tháng 1 năm 2021, trên địa bàn huyện Tân Lạc xuất hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng. Trong đó, rất nhiều đồng chí lãnh đạo của huyện và một số xã thị trấn thuộc diện F1 phải đi cách ly tập trung theo quy định. Để đảm bảo công tác dập dịch và chăm lo Tết cho nhân dân, chiều ngày 5 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để nắm tình hình công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị Tết Nguyên đán và công tác sản xuất vụ đông xuân năm 2021, cùng một số nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện đã thông tin nhanh về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện hiện nay. Tính đến ngày 5 tháng 2 năm 2021, trên địa bàn có một ca nhiễm bệnh COVID-19. 182 đối tượng thuộc diện F1, trong đó có 3 trường hợp mới phát hiện và đưa vào cách ly tập trung theo quy định. Tổng số F2 là 2.498 người và F3 là 3.793 người. Tất cả những trường hợp F1 được rà soát từ ngày 31 tháng 1 đã lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đều âm tính. Sáng ngày 5 tháng 2 đã tiến hành lấy mẫu lần 2 và đang chờ kết quả. Hiện có 13 đối tượng có nguy cơ cao đi từ vùng dịch đang được cách ly tại nhà. Qua nghe báo cáo của các xã thị trấn, đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh đang tiếp tục được triển khai thực hiện với việc đẩy mạnh công tác truy vết các trường hợp F1, F2, F3. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân. Về cơ bản, đến nay, tình hình tư tưởng nhân dân đã tương đối ổn định. Công tác chuẩn bị Tết cho nhân dân, nhất là đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm triển khai thực hiện, đảm bảo theo quy định. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu sắm Tết của nhân dân khá phong phú, giá cả ổn định. Các xã thị trấn đã lên lịch phân công cán bộ công chức trực trước trong và sau Tết, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh. Công tác sản xuất đang triển khai theo kế hoạch huyện giao. Chỉ đạo hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn phát huy tinh thần đoàn kết, tuyên truyền vận động nhân dân bình tĩnh vượt qua khó khăn, thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là đảm bảo cho người dân được đón Tết Nguyên đán an toàn. Các phiên chợ Tết cho phép hoạt động nhưng cần đảm bảo giãn cách, người mua bán phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, đảm bảo an toàn. Đối với khu vực phong tỏa, huyện sẽ có phương án hỗ trợ 28 hộ dân ăn Tết đảm bảo. Việc giao nhận quân vẫn thực hiện theo kế hoạch và theo các phương án trong từng tình huống cụ thể. Song các xã cần tuyên truyền vận động các gia đình có con em trúng tuyển lần này cùng chia sẻ với công tác phòng chống dịch chung của huyện, không tổ chức liên hoan cho con em lên đường. Đối với Ủy ban Nhân dân huyện, dù đang thực hiện cách ly, song vẫn cố gắng khắc phục, tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ, làm việc và chỉ đạo qua môi trường số. Vì vậy, các xã thị trấn cần thường xuyên cập nhật văn bản qua hệ để triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo thường xuyên liên tục. Huyện sẽ duy trì cuộc họp trực tuyến vào các buổi chiều để kịp thời chỉ đạo theo diễn biến tình hình dịch bệnh. Trước mắt, các xã cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong chống dịch, tập trung truy vết các đối tượng và các trường hợp có nguy cơ cao đi từ vùng dịch. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.